NH3 tác dụng với CO nhá. Tu nóng à. Thì phân tích này. Nitơ trừ 3 thì phân tích rồi, đây là cái tích khử khử tăng. Cái nitơ trừ 3 nó mà tăng thì không phải là N2. Được chưa? Tiếp tục này. Đồng này là đồng dương 2 đúng không? Thế thì khử tăng thì một thằng giảm đúng không? Đồng dương 2 thì giảm sẽ về đồng cộng H2O. Được chưa? Tôi nói chỉnh. Thì là 2, thì là 3, thì là 3, thì là 3. Ok chưa? Và hiện tượng như thế này, CO chúng ta là chất đá màu đen xì. Thì khi nung nóng lên thì nó chuyển chất đá màu đỏ đậm. Nghe không? Từ chất đá màu đen xì chuyển thành chất đá màu đỏ đậm. Ok chưa? Dĩ nhiên là các oxit khác thì cũng có thể sử dụng thằng N3 để bắt được. Nhưng chủ yếu người ta sử dụng để sử dụng đúng không? Đây là trên đây là hướng dẫn ta toàn bộ những cái chất màu của N3. N3 quan trọng nguy cơ. Thế em nhìn thấy chúng ta hết rất nhiều công trình hơn. Đúng chưa? Đấy nhá, nó không thể quan trọng bắt N3 để sau được. Để sau bắt N3 quan trọng nhất. Nhất cả chương đấy, cả chương là biết làm N3. Nhau rồi, sang tiếp theo. 3 ứng dụng điều chế một nhỏ ứng dụng thứ nhất được sử dụng để làm chất bảo quản chất làm lạnh, thứ hai là sản xuất phân đạm bằng chất bảo quản lạnh nhá, phân đạm nhá, hai nhỏ điều chế. Thứ nhất, A nhỏ trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm thì điều chế NH3 bằng phương pháp là cho NH3 đặt đun nóng nhẹ. Thì nó chuyển thành NH3 giản hơn. Cách thứ hai là cho canh muối amoni có chứa ion N4+ tác dụng với NaCl dung dịch kiềm để tạo thành NH3 lên giảm lạnh. Phương pháp để điều chế nó trong phòng thí nghiệm. Còn trong công nghiệp, mục tiêu của công nghiệp là phải làm cho nó rẻ nhất. Rẻ nhất thì nitơ ở đâu rẻ nhất? Vũ khí mất tiền thì mua. Ta qua đóng thuế ta hít không khí rồi, đúng không? Vậy là gì? Nitơ không khí nhá, tác dụng với hydro nhá, nhiệt độ, áp suất, xung tạc, NH3. Và nãy là hướng dẫn ra toàn bộ về những thức lý thuyết về thằng giới tăng. Bây giờ chúng ta còn cái phần thức lý thuyết nữa. Ok, bài số 3 là người hư. Chúng ta sẽ bài số 3. Mỗi A Mỗi Mỗi A Mỗi thì được viết tắt là hợp cộng. Nó là mối quan hệ ba đấy, một ba mạng tính chất của nó. Thì tất cả các mối amoni đều tồn tại ở một dạng rắn các tinh thể, tồn tại ở dạng rắn. Dưới dạng tinh thể không màu cực kỳ háo nước và rất dễ tan trong nước.
thì háo hức nó sẽ ra là nước. Nếu chúng ta chỉ để nhúng mũi ao đi bất kỳ ở ngoài môi trường của biển vương này thì em chỉ quay đi quay lại 2-3 phút sau thì mình hút nước, nó rất háo hức, hút nước từ không khí, cái độ tăng mạnh hút nước từ không khí để chuyển ra ngoài. Đấy. Này là bạn tính chất của khoa học. Thì đây là đầu tiên là canh này, anh đã 4 cộng này. Nó 4 cộng thì học trong cái chương số 1 về axit bazơ lưỡng tính trung tính thì nó 4 cộng tính gì? Axit đúng như vậy, đầu tiên sẽ có tính một nhỏ là tính axit yếu. Tính axit được thể hiện khi tác dụng với các chất có tính bazơ đúng không? Vậy ở đây thì sẽ có là tính axit yếu của anh là tiền khi cho đờ các 4 cộng mà tác dụng với ô hắc trừ đạm tạo thiệt. Mình vừa biết xong đó vậy NH3 cộng thằng này cũng chỉ điều chế là đa thế, có nghĩa là tất cả mọi mối ăn đi và khi cho nó phụ huynh kia thì nó đều tạo thành khí nhờ ta, mình sẽ có một số phương trình sau. Thế để cho mình sao ạ? NaCl cộng NH3 bay lên. Vậy hiện tượng chúng ta là có khí mùi cay sấp về. Được chưa? Phương trình này là bao nhiêu? BaSO4 kết tủa vào chặn và có khí mùi cay sấp về. Đúng chưa? Nhưng đây chưa phải là tính chất quan trọng nhất. Tính chất quan trọng nhất là do là và phần nhiệt phần và phần nhiệt phần. Chỗ này rất hay bị nhầm, rất hay bị lừa. Thế là yêu cầu là tí để viết ra là các em phải viết hết tất cả các công trình nhá, không được để cho người ta các bạn nó tốn tất cả nó lợi ích dưới tác dụng của nhiệt độ thì nó chia thành hai cái hướng nhiệt phân. Cái hướng thứ nhất là gốc axit X còn tính oxy hóa, gốc axit không còn tính oxy hóa thì khi thực hiện bằng nhiệt phân thì nó sẽ tạo thành là NH3 cộng với HNX. Những gốc axit nào mà không còn tính oxy hóa Cl trừ HCO3 trừ CO3 2 trừ. Được chưa? Thế còn những gốc axit và còn tính oxy hóa thì nó thực hiện phản ứng oxy hóa. NH4 CH4 2 CO3 NH4 NO2 NH4 NO3 viết các chính giờ em có ý không? Viết xong rồi được, viết xong một ngày rồi. Thử cách là rất đơn. Thank you.
NH3. Đấy nhé, cộng 2SO3 đúng không? Nhưng 2SO3 cực kỳ kém bền, ngay lập tức nó sẽ phân hủy ngược lại để tạo thành H2O cộng với là CO2. Anh này rất hay được hỏi, anh này còn được gọi là bột nở. Bột nở có bao nhiêu gì hay cần dùng để mà cho bánh mì đấy nhá. Ăn bánh mì thì cái bột này được chưa? Thế vậy suy ra bánh mì được ra đó, chúng ta sẽ thử lên một nước cạnh ăn một lớp 3 mà đúng chưa? Tiếp ạ, nửa 4 hay lần CO3 thì cũng tạo thành nửa 3 cộng với lại CO2 cộng với lại cái nửa 4 là O2 thì sao? Cái này mình vừa mới đọc xong đấy ạ. Thì ở đây là bảo vô số hạt tử nó khác gì nhé. Anh này trừ 3, anh này dương 3. Bây giờ mình phân tích trừ 3 ở đây, dương 3 ở đây, một thằng chỉ có sông lên, một thằng chỉ có đất xuống, mình gặp nhau đâu? Trung bình cộng, đúng không? Trung bình cộng của nó là gì? Chứ 3 cộng 3 bằng 0. Không là gì? N2 cộng H2O. Và chúng ta cực kỳ hay những quy trình này. Quy trình này được chứ đi thơ, cũng như ta bay quy trình này cộng. Tạo gì theo dự án xem? Một thằng chữ 3 xuống lên, một thằng chữ 5 lao xuống, gặp nhau ở trung bình cộng. Cái sản phẩm này sẽ là gì hả? Gặp nhau thôi. Bao nhiêu? Chữ 5 trừ đi 3 là bao nhiêu? Chữ 2 đúng không? Chữ 2 nhưng mà là trung bình cộng thì phải chia cho đấy. Chia cho 2, vậy là bao nhiêu? Chữ 1. Đúng không? Trừ 3 lên chữ 1 thì cũng bằng từ chữ 5 xuống chữ 1. Chuẩn chưa? Vậy nó sẽ tạo thành gì ạ? Thằng nào là chữ 1? N2O là dư 1 cộng H2O. Nhớ chưa? Anh này là ammoni nitrit. Còn anh này là ammoni nitrat. Hai khác nhau nhá. Hôm nay thì buổi học chúng ta tiếp tục ở đây. Bài tập về nhà thì thầy sẽ gửi cho nó.